rồi bên phải nha, bên phải. Thôi giờ đến ngay chỗ lối ra trên cao tốc, chậm lại, chậm lại, ra thẳng lại, quẹo phải nè, quẹo phải nè, đây nè, quẹo phải là bên đây nè, rồi đi vòng vô để bên phải, rồi đi xéo vô để mình né cái kẹt như chỗ trên cao tốc ha, lối ra ngay chỗ Mai Chí Thọ. Bây giờ mình đi song hành ngó hai bên, rồi chống đi tiếp, đập ga lên, kẹp nữa. Đó. Dạ em nghe chị, dạ em nghe. Dạ em đang trên đường về mà kẹt xe trên cao tốc chị. Dạ dạ dạ. Dạ dạ ok chị, ok chị. Dạ. Rồi ok chị. Start recording emergency video. Rồi, mình ra đó mình quẹo trái. Đây là một trong những cái cung đường đi hiện tại bây giờ là tránh kẹt xe trên cao tốc, lối ra cao tốc. Quẹo trái ở đây. Lên trên nữa, ngay chỗ xe taxi xanh. Rồi. Để. Nhóm lên chút. Rồi, buông thắng ra, buông thắng ra. Nữa. Đúng rồi. Rồi quẹo trái nha, nhớ cẩn thận. Đúng rồi, quan sát hai bên. Đúng rồi, giữ đó. Rồi đạp ra nhẹ. Ngó bên phải luôn. Recording complete. Đúng rồi, rồi từ từ thôi. Rồi, lúc này trả lấy lại, mở xi nhan phải giùm thầy. Mở xi nhan. Rồi, đi xéo xéo dần dần vô. Ở đây là cấm quẹo phải ở khúc bên đây thôi nha. Còn mình lên trên kia mình quẹo là không có cấm ha. À, có nhiều bạn là thấy cái biển cấm ha, là cấm bên lối đây thôi, bên đây mình quẹo phải được nha. Rồi đây là đường song hành các bạn, đúng rồi. Rồi đây là một con đường nhanh nhất để các bạn đi về lại thành phố Hồ Chí Minh. Nếu mà trường hợp các bạn đi ra ngay chỗ về hầm sông Sài Gòn thì có nhiều bạn là sẽ đi xuống qua hướng về cầu Phú Mỹ hay Bình Thái ha, thì những cái clip đó mình có làm hết rồi nhưng mà nó vẫn kẹt ngay chỗ hướng về Phú Mỹ. Thì nếu mà kẹt Phú Mỹ thì cái mình sẽ đi về Bình Thái, mình lên trên ngã trên cái dòng xuyến, mình sẽ quay đầu lại, mình sẽ tránh kẹt đó. Nhưng bây giờ mình sẽ đi con đường này, lộ trình này nó sẽ thay đổi. Thứ nhất, hiện tại bây giờ là mình đang ở tháng 8 rồi ha, tháng 8 rồi, nên bây giờ nó sẽ có sự thay đổi lâu rồi. Nên bây giờ là hiện tại là chủ nhật 4 tây tháng 8. Thì bên trái, lúc trước bên nó cấm là quẹo trái, nhưng mà bây giờ nó cho phép quẹo trái nha các bạn ha. Nó cho phép quẹo trái và quẹo phải luôn, nó cấm đi thẳng. Các bạn quẹo phải thì các bạn phải nhập ga lại, ga lại ngay chỗ của cao tốc. Thì trên đó người ta sẽ cấm các bạn quay đầu trong khung giờ, cấm quay đầu trong khung giờ. Nên mọi người nhớ chú ý nha, cẩn thận nha. Rồi mở một đèn, nắp đèn cho thầy đi. Một nắp thôi. Đúng rồi, ro đèn số 1. Chút xíu nữa mình sẽ mở đèn chiếu ra. Thì ở đây thì nó hết bỏ cái biển báo cấm quẹo trái rồi. Bây giờ các bạn quẹo trái thì các bạn sẽ đi đâu? Các bạn sẽ đi ra Đồng Nhân Cống. Đó, đi ra hướng Đồng Nhân Cống thì ở đây mình sẽ có những cái tuyến đi cho các bạn thích hợp. Và đặc biệt những có nhiều trường hợp là cấm trong khung giờ thì các bạn đơn giản là các bạn muốn vô một con đường nào đó, các bạn phải quan sát nó có biển báo cấm hay không. Còn các bạn cứ chạy mà cứ không chịu quan sát, không chịu ngó thì các bạn sẽ bị dính, bị phạt rất nhiều luôn. À, nó thay đổi thường xuyên nên các bạn phải cập nhật lại, các bạn phải quan sát. Giống như mình mà không chịu quan sát đi, nó đổi mình đâu biết đâu, mình cũng vô cũng bị phạt. À, nên các bạn chú ý nha. Đó, thấy bên phải không, kẹt không, thấy chưa, trên cao tốc kẹt hết rồi không, rõ ràng. Xe lớn này không vô được, xe tải vô không được thôi, chỉ có xe con mình đi thôi. Rồi mở nút đèn nữa đi cho nó sáng sáng chút xíu. Đúng rồi, bên phải hướng cao tốc lúc nào cũng kẹt. Coi chừng bán tải qua giảm lại. Trời buồn thẳng, buồn thẳng, đúng nha. Trời ơi, ông anh tải cái biển số hơi cứ ngọt ngọt nha. Cung đường quen thuộc mình hay đi,
đường quen thuộc mình hay đi. Nói chung này các bạn thấy thấy con đường nào mà đi thoải mái ít kẹt thì các bạn đi, thì đường đường mình nên lựa chọn con đường này. Và đặc biệt khúc này các bạn để ý nha, các bạn để ý có nhiều anh em là đó quá trời đông luôn. À, mình về trái thì cứ đi làng này, đi sát cái vạch vàng cho thầy. Đúng rồi, ở đây các bạn quẹo trái, các bạn nhớ lên cao tránh giữa các bạn đánh nha. Nếu bạn và cán vạch có thể bị phạt nha. Đa số mấy ảnh bắt thì bật từ ngay chỗ đường dẫn lên cao tốc quẹo phải đó, trong khung giờ là mấy ảnh bắt rất nhiều luôn, nên anh em nhớ chú ý cẩn thận củi lửa. Đó các bạn thấy không, cấm đi thẳng đúng không? À, cấm đi thẳng. Rồi bên kia xe buýt á, bên hướng xe buýt đi qua cũng vậy, cũng cấm cái ngoài khung giờ, cấm giờ nha bạn. Bên đó là quẹo vô ha, là cẩn thận. Bây giờ là cái khung giờ bây giờ là 6 giờ rồi. Không, 6 giờ là người ta đi vô được. Nên nãy giờ anh em người ta quẹo vô ha. Còn chưa cái khung giờ là cấm nha, là giao thông lúc nào cũng đứng đây. Ở trên đây các bạn lên cao các bạn đánh lái, vì người ta vẽ cái vạch nó hơi cao. Còn cái đèn xanh đèn đỏ ngay đây tiểu đảo thì anh em nào quẹo phải thì anh em cứ chạy giống như xe đen cho dù đèn đỏ. Không, có nhiều anh em không biết cái đậu đó, đợi đợi hoài luôn, đợi chừng nào đèn xanh đi. Không, các bạn nhớ lưu ý mấy vấn đề mà luật giao thông đường bộ ha. Luật nó chồng chéo nhau lắm, nên có nhiều cái gọi là học luật nhưng mà áp dụng ở ngoài không được. Không, nhiều khi là sai, theo luật thì sai, còn theo tình huống thì đúng. À, chẳng hạn như vạch liền này mà có xe có chứng ngại vượt, cái xe bị hư mình phải cán vạch liền mình mới vượt được chứ ha, mình mới đi được chứ ha. Mở xi nhan trái đó. Lên trên đó, đó cái vạch đó mà đánh sớm là dướng ha, không lên nữa đó, nó đi đúng ha. Rồi đánh lái nhẹ qua, đánh lái qua, đánh lái qua, đúng rồi, nữa nữa đánh lái qua rồi, ok đó. Rồi trả lại đi em, trả lại nữa. Rồi đi, mượn bao nhiêu thì trả lại bao nhiêu ha. Dạ. Rồi đạp ga lên. Nhớ đánh là dạ. Các bạn nhớ là các bạn mới đánh là hạn chế nhìn vô lăng á, đánh là cứ vô một vòng thì trả một vòng thôi. Alo nghe chưa, nghe không? Tí rồi 6:30 rồi mình đi thẳng lên luôn nha. Dạ. Có nhiều bạn thì sẽ quẹo bên phải. Rồi tiếp tục. Chưa. Đây là cầu dòng ông Tố. Nếu mà các bạn muốn qua cầu dòng ông Tố các bạn quẹo trái thì các bạn để ý trên bên phía bên tay phải nó có một biển báo cấm 6 giờ đến 8 giờ, 16 giờ, hơn 16 giờ là quẹo trái được đúng không? Rồi mình đi thẳng nha. Mới 16 giờ, mới 18 giờ, đây là 10 giờ 18 giờ mấy rồi. À, nghiêng qua trái, nghiêng qua trái nữa, rồi đi. Đó, có nhiều anh em thì đi tiếp. Có nhiều anh em thì ngoài khung giờ đó thì người ta sẽ lên đây, ta lên đây cái người ta về vô, người ta quay đầu lại, cấm cái bảng này là chừng nào lên đây mới cấm ha, hoặc là về vô ngay chỗ ẩm thực. Đây buông thắng ra thì quay ra, quay đầu lại để quẹo phải bên cái chỗ cầu dòng Tố được nha bạn ha. Cấm ở trên cầu quẹo thôi, còn riêng mà ngược lại thì quẹo được. Nên có nhiều anh em là sẽ lên đây sẽ quay đầu hoặc ve lại thì đừng có ngay chỗ cái biển báo cấm là được. Em cứ đi thẳng lên đường mình đi, tự nhiên mình né chi đá đèn cho nó vô không. Và đi tiếp qua đường Lê Hữu Kiều luôn, đến đường số 3 đó mình quẹo. Mấy cái đường này vô là không biết đường ra nha các bạn. Hôm nay về tối kẹt xe quá trời, đóng cao tốc hướng quốc lộ 51 vô luôn. Này học thêm bài lấy đêm nữa ha.
nay mình mới coi chat và chat Google thì mình thấy cái chỗ mà quẹo trái ra Mai Chí Thọ, ngay chỗ đồng Nhân Cống Mai Chí Thọ thấy bị đóng lại, thì bây giờ mình sẽ đi bán đảo Kim Cương, thì mọi người nhớ chú ý theo dõi. Thì cái nhà thấy kênh mình hay bổ ích, cái nhà nhớ cho mình một like, được đăng ký kênh, bật chuông thông báo để đón xem những video clip mới. Lúc nào mình cũng ra clip mới cho các bạn luôn, liên tục. Mình chuyên về bổ túc nâng cao kỹ năng lái xe an toàn cho người lái mới, đặc biệt đi với mình mà bạo lực chút xíu thì mới cứng được, cứng tay lái. Thắng muốn cục dằn cục sừng gơm ngoài luôn. Thủ thắng, gà thắng và mới đập thắng. Này đây đường số 2 ha, lên trên đường số 3 mình về phải nha. Rồi đi tiếp. Nói chung là bạn nữ giờ dạng lúc đầu thì bạn còn nhát lắm. Trời, quẹo phải nha, ở đây nè, đường số 3 nè. Chậm lại. Đúng rồi, trước khi quẹo lại chậm lại, đúng rồi. Đó. Rồi, buông thắng ra, đánh lái một vòng vô. Đúng rồi, kéo vô. Đó, nữa. Rồi, trả lại một vòng. Đúng rồi, chính xác rồi đi. Đó, đạp ga lên. Lái đường trường không sao, lái vô đây, tự nhiên về đây hơi bị khớp. Thì còn vẫn còn thói quen là nhìn vô lăng số quắc, nhìn gì nha, mình đánh vô một vòng thấy nó còn thiếu thì thay em, còn nếu mà dư thì trả. Rồi tiếp tục đi thẳng bên trái nha, nghiêng qua tốt. Rồi đi tiếp, hên không có xe nào sao, ít xe mọi chửi nó chạy quá, chạy kiểu gì đó. Rồi đi tiếp. Rồi bóp kèn cho cổ. Rồi cổ vô nhà rồi. Nghiêng qua trái chút. Đúng rồi. Rồi cứ nghiêng qua trái chút. Rồi chậm thôi. Chậm thôi, khúc này chậm thôi. Xe nhanh phải luôn, giữ đó, đúng rồi, tốt, đó, ngon lành. Rồi trả lại, mình đi thẳng lên luôn nha. Giờ quẹo phải luôn, ngay hạn đó đó, mở xe nha, đúng rồi. Rồi nhớ thủ thắng, đừng đập ga, đánh tay vô nữa đó. Rồi trả lại. Đúng, mượn bao nhiêu thì trả bấy nhiêu, mượn không được quỵt. Có mượn tiền góp không? À, không, tiền góp thì quỵt. Rồi quẹo trái luôn nha. Mấy bạn đừng có sợ mà đi dướng bên trái ha. À, người ta dướng người ta sẽ né mình. Rồi, đánh lấy qua. Đó. Đó, giữ đó, à, rồi trả lái. Ngon lành, rồi đập ga lên. Rồi hôm nay mình sẽ không quẹo đồng Nhân Cống nữa, mình sẽ đi thẳng lên luôn qua bán đảo Kim Cương luôn. Thì ở đây nó không có đèn xanh đèn đỏ, nhưng mà các bạn phải đậu đợi, thấy không? Chừng thấy bên kia đường mà ta đi qua là mình ok mình đi. Rồi mình đi thẳng qua luôn nha. Ở đây chưa, từ từ, thấy nó tưng không? Rồi nhẹ nhàng. Đúng rồi. Đó, xe kia nó sột sột liền, thấy không? Rồi đi thẳng lên. Rồi đến đây đậu lại. Đến đây đầu lại. Lý do đèn bên đường nó đỏ. Rồi. Và đặc biệt nữa, khi các bạn đậu ở đây á, nó có hai trường hợp. Các bạn có thể đi được, các bạn có thể đậu lại được. Theo mình, nếu mà mình đi luôn. Lý do là sao? Nó không có vạch ngang, không có đèn bên đây là mình đi được nha các bạn ha. Rồi các bạn hiểu không? Trước đầu xe là mình không có vạch trắng ngang. Thấy không? Không mạch trắng ngang, nhưng mà vì lý do là xe nó đông quá, sợ là nguy hiểm thì các bạn phải dừng lại để đi cho an toàn. Còn riêng đối với mình là mình lên đây mình không có vạch ngang thì mình sẽ đi qua luôn, bên phải không có đèn, không có đèn tín hiệu thì mình đi được. Rồi đi, nhớ chưa? Đó, vạch ngang giống như trước các bạn, mình đang nói nhớ chưa là nhớ học viên nha, chứ không phải các bạn đâu nha.
nhiều khi anh em khó quá la mình để bên cháy giùm thầy. À, có nhiều khi cô dì chú bác nữa à, giờ giờ biết sao, thôi cả nhà đi ha. Rồi ra đó mình sẽ quẹo phải, họ sẽ nhìn phải giùm thầy, chậm lại mình di chuyển vô nhà. Cái đường này thì đánh chỉ cần nửa vòng là nó vô rồi. Đúng rồi, rồi đập ra nó chỉ cần nghiêng nó vô, thấy không? À, cái đường mà nó vừa hẹp đó là một vòng, cái đường nào mà nó hẹp quá là mới đánh lái hết vòng lái, mở xi nhan trái ra rồi đi lại lại, đi thẳng lên tắt xi nhan liếc hai bên nha. Rồi tiếp tục. Hello cả nhà, hiện tại mình đang đi vô ngay chỗ bán đảo Kim Cương, về trái xe xe màu vàng. Về trái luôn nha. Đúng rồi, rồi đặt ra, thấy không? Ít lái không? Thấy chưa? Nửa, chưa được nửa dòng lái nữa. Đó, rồi xong trả lại. Tốt, con lành. Rồi các bạn đi cuối đường, các bạn sẽ quẹo phải, xong quẹo phải, xong quẹo trái, quẹo trái, xong quẹo phải, quẹo phải, xong quẹo trái, xong đi ống hầm, hầm xong đi về. Quan sát hai bên. Nó trái, hai bên đường đó. Lúc này mình làm gì? Bóp còi. Cho người ta nghe được cái âm thanh của mình là biết xe mình đang lên. Ở đây thì mình sẽ lấy phát hiện được cái một cái biển báo tròn màu xanh mũi tên là phải, bắt buộc cái biển này biển báo hiệu lệnh, bắt buộc phải đi theo nó. Còn biển báo kia là báo cấm, biển báo hiệu lệnh bên phải. Ừ. Nhớ nha. Nói chung là lực chồng chéo có nhiều bạn, đúng rồi, quẹo trái lên trên nó mới quẹo, lúc nào mình đường mình bên phải. Có nhiều anh em cứ quẹo bên sát qua bên kia ha, rồi đặt ra. À, có nhiều anh em quẹo sát bên kia luôn là sai. Quẹo phải. Rồi mình đặt ra nhẹ. Mình yếu hay mình đi làn giữa, anh em nó lấy cứng này đi làn ngoài. Rồi mở xi nhan trái ra luôn. Rồi. Từ rồi ta dí không kịp, thấy không? Chạy cũng dữ lắm á bộ, tại vì mấy cái cua còn hơi bị quý quýu, ta lái còn hơi cứng cứng. Đó các bạn, đây là bán đảo Kim Cương nha. Nãy mình mới qua cầu Kim Cương rồi. Thì ở đây trên bán đảo Kim Cương mình cũng có học viên. Đó nhớ đó mới kèm xe nhà. Em sẽ quẹo trái theo xe khách luôn để về hầm Thủ Thiêm nha.
cứng máy em trai ơi. Rồi đi. Nó là khủng long á ha, khủng long bọ chúa đó, chứ màu đen đó nó. Ôi da, ông cố nội này ông cũng cảnh lắm á. Rồi đi tiếp. Đi đập gam ra. Quẹo theo xe đó, đi theo cái vạch vàng á. Đúng rồi. Tốt. Rồi. Từ từ. Rồi, bây giờ mình đã vô đúng làn đường của mình đúng không? À, rồi mình sẽ di chuyển tiếp. Làng này vẫn đi thẳng được. Tại người ta không biết á, người ta tưởng làng này quẹo. Không, quẹo phải ha. Mình vẫn đi thẳng được. À, còn cái bạch xương cá thì mình nói rất nhiều rồi. Thì mình nói có hai khái niệm, cái bạch xương cá bên trái. Nếu mà đúng theo, nếu mà đi thì mà để né cái bạch á, tôi nói thiệt nha, tai nạn nó xảy ra nhiều. Và thứ hai nữa là cái mật độ giao thông nó sẽ gây khó chịu. Đó giống như taxi đó, cán bạch xương cá người ta quay đầu quẹo trái bình thường. Anh em hỏi có mấy bạn nào mà không sợ hoặc là lên gáp á, anh em hỏi coi. Thì hết 100 người là hết 90 mấy người là đều cán bạch xương cá để quay đầu. Còn riêng mà mấy anh em là mới á, thường thường là có khái niệm á, học lực á, là nói cán bạch xương cá là bị phạt. Không có phạt nguội nữa. Phạt nguội nhưng mà quan trọng là phạt nguội là các bạn cán bạch xương cá, các bạn đi thẳng hay là cán bạch xương cá để quay đầu. Đó nó mới quan trọng. À, còn nếu mà tôi cán bạch xương cá tôi quay đầu tôi khiếu nại được. Nên ha, bây giờ mình nói luôn, theo mình đi. À, kinh nghiệm mình đi, tôi cán bạch xương cá tôi quay đầu quẹo trái bình thường. Còn anh em nào sợ thì anh em cứ né bạch xương cá anh em đi. Thì nếu mà trường hợp anh em phải đợi cái hết biên cái dàn xe bên đây đi hết rồi anh em mới chuyển vô anh em mới chuyển ra. Thì nó không hợp lý. Nó dễ gây tai nạn hơn. Ha. À, nó nhiều cái tình huống lắm. Cái xương cá là kinh hóa giao thông thôi. Đó. Ừ, bạn nào sợ thì các bạn đừng có cán, thì bạn né vô đang chạy gặp và xương cá nó chuyển vô. À, nếu mà các bạn đi thẳng thì các bạn chuyển vô, còn bạn nếu quay đầu thì các bạn cứ cán thôi. À, tôi nói vậy thôi chứ không có suối nhà mà cầm nhiều anh em cái khó tính cái nói là tôi chỉ. Tự nhiên đang chạy ngon lành tự nhiên thấy bạch xương cá phải né vô trong rồi xong để né. Rồi chuyển qua bên kia. Rồi chuyển lại. Trời đất ơi. Giao thông đường thành phố. Và các bạn để ý coi những cái ngay chỗ mấy ngã tư mà quay đầu đang xóa dần bớt những cái bạch xương cá. Đang xóa dần bớt. Các bạn còn đánh đố mình có ông làm thử đi ông cán đi, tôi cán hoài mầm gì thôi. Cán tôi quay đầu hoài gì đó. Ai đi thẳng thì né ra, còn ai mà cứ quay đầu thì cán đập ra qua nữa. Rồi à, lần sau là không có thầy là không nên nha. À, cái đó là mình phải chậm lại, mình bỏ một đèn đi cho nó an toàn, hiểu không? Chứ không có đu đèn, nên các bạn lấy cẩn thận nha. Nên tại sao thầy nói luôn rồi, thấy không? Cứ bám làn giữa. Từng ô một làn, làn một, làn hai, làn ba. Mình đi giữa, hồi nãy em đi sát em ém nó dướng xe kia đúng không? Rõ ràng không? Nè, chừng nào cái tim màu vàng á, bạch đường màu vàng thì bám giữa tim đường. Còn cái này là bạch phân làn đường. Làn một, làn hai, làn ba, mình cứ đi giữa giống như xe trắng. Đừng có bám sát giống hồi nãy. Em sát nãy là em dễ bị gớt lỗ tai lắm. À, nếu mà đi quốc lộ 1A, quốc lộ 51 rồi. À, thì mình cũng nghe phanh phanh là bạn này là có thầy chỉ là đi sát cái bạch trắng, sát bám vô sát cái bạch trắng, rồi trong lề cũng vậy, bám sát vô. Và trong đây nếu mà đi quốc lộ 51 là dễ rớt lỗ tai. Cứ làn đường mình là giống như nhà của mình, nhà mình ở cái giữa là chắc cú, lỡ có buồn ngủ lạt qua chút xíu không sao, còn kia sát là lệch bằng cái là rớt lỗ tai. Rồi, chuẩn bị xuống cái hầm thôi, đèn đã có mở rồi, đèn thì các bạn nhớ xuống cái hầm Thủ Thiêm hay bất cứ cái hầm nào có người ta có tín hiệu mở đèn.
hoặc là không có thì cái hầm nó dài thì các bạn mở, còn hầm ba cái hầm ngắn chút xíu thì nó không có quy định thì các bạn khỏi cần mở cũng được, thấy không? Đó giống như vạch xương cá bên phải nè, thấy không? Đó rồi bây giờ nha, cái đèn của người ta mà quẹt phải màu xanh đi, bây giờ đỏ ở đây đứng nè, đỏ đang đứng đỏ nè, đỏ tôi nói nè, thí dụ luôn nè, đỏ phía bên phải nha. Đó, giờ tôi đứng sát hết luôn, thấy không? Đó, trời ơi, nãy có xe nào đậu, nó coi ông này ông cán lên bình thường nè, đó nó ông chen lên luôn chứ giỡn với mấy ông đó. Bây giờ nếu mà trường hợp tôi đậu hết nguyên cái hàng này, đậu cả 100 chiếc xe đang đựng đợi cái đèn đi thẳng màu xanh, bây giờ các ông ở sao ông quẹt phải, ông sợ cái bạch xương cá này cán bạch xương cá là bị phạt kho đó, rồi xong tôi đợi đứng đó đợi thắng lại trước cái bạch xương cá, rồi xong tôi đợi hết bên cái vàng đây đi, nếu mà xin vô được thì vô, à, còn xin không được cái phải đợi hết đây đi, xong cái mới vòng qua bạch xương cá cái hoành vô trong trầu lắc cô rảnh rỗi xin năm nổi à. Lấy về tôi quẹo, tôi thí dụ cán luôn rồi tôi quẹo luôn. Nói chung này tùy theo mỗi người thôi nha. Mình bây giờ là có nhiều người tìm tòi những cái gì đó ha. Thường thường là mình sẽ hướng dẫn theo cách kiểu gọi là thực tế. Nhiều khi tình huống đúng, luật sai luật, nhưng mà tình huống đúng vẫn đi đúng tình huống. Đó, thấy không? Nó đi vô đó. Đó, nếu xe vô ta cán mình xưng cá không? Đó, giờ người ta chen ra luôn nè, mấy ông này mới phạt nè, đó, còn ông nào quẹo phải là không phạt. Đó, ông nào quẹo phải là không phạt. Đó, giống ông này nè, ông Fortuner nè, thấy không? Đó, người ta đậu lại, mấy bạn không chịu tin mình, mấy bạn nói sợ mình nói sai, chỉ sai. Rồi, lên trên chút xíu, mở xi nhanh trái, đi theo xe trắng. Đúng rồi, nhớ quan sát. Rồi xuống dưới hầm thì tốc độ tối đa là 60, tối thiểu là 30. Mở lại xi nhan trái tiếp, quan sát ở sau rồi từ từ mình mới qua. Rồi đi theo xe trắng giùm thầy luôn. Vạch liền là không được chuyển làn nha. Và thứ hai nữa phải giữ khoảng cách an toàn ha. Đèn đã mở rồi ha. Mở là phải mở hai nấc nha, chứ không phải mở nấc có đèn số 1 thôi. Nhìn vô tấp lô mà các bạn thấy màu xanh lá cây là đúng, còn màu xanh dương đậm á là đèn chiếu xa, các bạn phải tắt và kéo lại. Có nhiều bạn còn chưa biết đèn đó là đèn gì luôn. Trên trần đều có máy bắn ha, anh cẩn thận. Sẵn đây tâm sự luôn nha bạn, nhiều khi có trường hợp là mình bị phốt. Rồi máy bắn ở trên ha. Đó hai máy bắn. Mình bị phốt là cán cái vạch ngang, vạch hai làn vạch vàng các bạn, đi qua bên trái á. À, thì các bạn cũng mới mà. Cũng nói là cán cái vạch đó tượng trưng cho gọi là giải phân cách cứng. Ừ, nếu mà tượng trưng các bạn thử đi trong khu dân cư, các bạn đi 60 coi bị bắt không. Ha. À, mềm là mềm, cứng là cứng, ha. À, bạch cái đường là bạch cái đường chứ không có tượng trưng. Rồi bây giờ cán đúng không, theo luật á là không được đè bạch, không được quay đầu xe, không được lấn làn vào đó. Rồi không được cán đúng không, thì các bạn sợ mà. Có nhiều trường hợp nhà các bạn, thí dụ nhà bạn nào mà phố tôi á, thí dụ nhà bạn ở bên trái, các bạn đi đường chiều bên đây, trước nhà bạn vẽ hai cái bạch dài liền dài thẳng khoảng 2 cây số. Xin hỏi bạn, sau này bạn chạy về ngược chiều, các bạn băng qua đường, các bạn mở xi nhan, các bạn băng thẳng qua vô hẻm nhà bạn luôn, hoặc chạy vô thẳng nhà mình luôn, trong sân nhà mình luôn, hay là các bạn phải chạy lên thẳng khoảng 2 cây số hoặc 3 cây số để các bạn quay đầu lại rồi các bạn chạy vô nhà bạn, có như vậy không? Mình hỏi một câu, có nhiều trường hợp vẽ vạch nó kỳ lắm. À, vạch liền dài luôn, thật dài nhàm bên trái. Rồi các bạn cũng theo luật mà, sợ mà. Các bạn đâu dám quẹo trái qua đâu, cán vạch đó.
các bạn phải chạy lên trên kêu 5-6 cây số quay đầu lại, không có ai, mình nói thiệt không có ai cả. Sau này các bạn mà chạy theo kiểu mà mình nói là bạn thay vì nhà bạn bên trái, hẻm bạn bên trái đúng không, các bạn về các bạn mở xi nhan trái, các bạn quan sát băng qua đường, các bạn đi lên đó, các bạn chạy vô hẻm nha bạn đó. Còn không thôi là các bạn phải chạy 2-3 cây số hoặc cây số, các bạn lên tuốt trên kia các bạn quay đầu, chừng nào bạn lên trên tuốt trên kia bạn quay đầu tôi mới khen các bạn. Nói chung là nhiều lắm các bạn. Thực tế thì bây giờ là mình bổ túc thực tế nhiều. Nhiều khi học viên nói, mấy bạn học viên cũ hoặc là mấy anh em cũ nói, trời ơi em cũng chạy hoài bình thường cái gì đâu. Thì anh em là sợ thì anh em đừng có đi. Anh em cứ quay đầu, giờ gần hết xăng cái trái bên, cái xăng bên trái, cái nhà hàng bên trái tôi muốn ăn cho quẹo trái thôi, chứ đâu chạy đâu 2-3 cây số quay đầu lại. Nó nhiều bất cập lắm, lực thì nó vậy, nhưng mà các bạn phải hiểu lực. Mình đây còn bị chéo, chồng chéo lên nhau nữa mà. Phải tìm hiểu, nói chung là mình vẫn còn học nữa, học mãi các bạn. Rồi, biết đường về nhà chưa? Ok. Nãy nó đèn đỏ nó còn nhiều dây, em trả lại chữ N cho đỡ mỗi giờ. Tại vì xe mình đang dựng D á, thì nó sẽ xe nó đòi đi. Lúc này em phải thắng nó cứng, thắng phải mạnh. Còn em trả lại chữ N, cái chân thắng em thắng nhẹ lắm. Em giữ thắng nhẹ lắm, nhớ nha. Rồi xong cái còn 3 giây, cái 2-5 giây vậy em kéo nhẹ xuống qua chữ D làm đi thôi. Rồi thôi bye bye cả nhà nha, chúc cả nhà có những trải nghiệm lái xe tốt, an toàn hơn. Cảm ơn cả nhà đã chịu đựng lắng nghe mình giải bày tâm sự. Nhiều anh em post lắm nhưng mà vui. Nhiều anh em post quá trời luôn. Post nhưng mà post cái vụ mà kế hoạch liền đó. Nhưng mà được có cái view mình lên cao các bạn. Trời ơi thiệt tình luôn. Cảm ơn các bạn đã post mình nha. Nói chung là thì có bạn nói cũng đúng ha, nhưng mà theo tình huống á thì theo lực thì sai, nhưng mà theo tình huống là lại đúng, hay tùy theo mọi người. Nên nhiều khi mình đi hoài liên tục vậy tại sao mà không bắt đó, hoặc là không bị phạt đó, có nhiều cái lắm. Có nhiều trường hợp là quay đầu nữa. Quay đầu gì bên đó đúng không? Dạ, ừ. Để chuyển lại đó, không đi lên trên kia luôn, đi lỡ rồi đi lên đó, quên nữa, tâm sự ghét rồi quên luôn rồi. Đi thẳng lên trên luôn, mình đã dướng rồi, không quay đầu đây, lên trên kia quay đầu đi tiếp. Rồi thôi bye bye cái nhà nha, chúc cái nhà để mình tập trung vô để mình hướng dẫn cho bạn ấy nha. Bye bye cái nhà nha.